ngày 5 tháng 11, Công an huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã Thiên Thọ vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam thanh niên bị đâm tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Cao Văn Tân, 25 tuổi, trú thôn Thành Sơn, xã Thiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20 giờ 30 ngày 4 tháng 11, anh Tân đi uống rượu ở đám cưới rồi về nhà. Tại đây, anh Tân có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố đẻ là Cao Sĩ Nguyên, 53 tuổi. Con dao mà ông Nguyên dùng đâm chết con trai mình. Trong lúc tức giận, ông Nguyên đã cầm dao đâm một nhát vào ngực người con trai của mình, hậu quả khiến anh Tân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Ngọc Lặc đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.